Tập trước nói đến, cô gái lợi dụng sự nổi tiếng để ký hợp đồng với công ty giải trí, tham gia chương trình thực tế sinh tồn nơi hoang dã. Tôi cầm trên tay giấy chứng nhận bệnh tâm thần, tập hợp một nhóm bạn bè và người bị bệnh, dẫn dắt lũ súc sinh trải nghiệm thực tế kỹ năng sinh tồn nguyên thủy. Lúc này tại sân bay, tôi dẫn người đánh bắt tình nhân viên đoàn phim và phi công, trực tiếp lái máy bay đến một hòn đảo hoang. Trước khi bắt đầu quay, Lâm Phong phát biểu, chương trình thực tế sinh tồn nơi hoang dã này là dự án đầu tiên tôi làm sau khi trở lại nhà họ Lâm. Các cậu phải làm tốt, nhất định phải đảm bảo nổi tiếng ngay lập tức, hiểu chưa? Những người bạn tâm thần giả vờ, những nhân viên giả mạo lần lượt gật đầu lìa lịa. Biết rồi, nói nhiều thế làm gì, nhanh lên bắt đầu đi. Mọi người đi tắm trước đã, mùi mồ hôi nồng nặc. Hồi chết người, các người nói chuyện với Lâm Thiếu Thế à, không muốn làm việc nữa phải không? Đạo diễn trực tiếp quát lớn không thèm nề nang, hét cái gì mà hét, mùi mồ hôi tanh tưởi. Lâm Thiếu, anh xem anh ta kìa, anh ta bắt nạt em. Tiểu Phương vừa nói vừa dựa sát vào lòng Lâm Phong. Liễu Như Yên lập tức tức giận bừng bừng, ôm chặt lấy cánh tay Lâm Phong. Phong ca, em cũng thấy hơi mệt rồi, chúng ta đi tắm chung trước đi. Đúng, chúng ta cũng đi tắm một cái, để lát nữa trang điểm lên chương trình. Nghe nói là Minh Tinh kiếm được nhiều tiền lắm, nhờ có con rể giỏi, nhà họ Liễu chúng ta đã chiếm được phúc của con rể. Tôi biết ngay mà, Phong ca có bản lĩnh, nhất định sẽ phục hưng. Nói hay lắm, vẫn là cô có mắt nhìn người. Đi, mọi người cùng đi tắm với thiếu gia tôi. Lâm Phong, Liễu Như Yên, Tiểu Phương và cha mẹ họ Liễu đều em thẹn đi theo Lâm Phong. Không lâu sau, tôi dẫn mọi người đến bên một suối nước nóng tự nhiên. Các cậu thấy bể bơi bên kia không? Cứ tắm ở đó đi. Cái này mà gọi là bể bơi à? Đây chẳng phải là cái cống nước bẩn sao? Thật là không có văn hóa. Cống nước bẩn gì chứ? Đó gọi là bể bơi ngoài trời. Nhưng giữa ban ngày ban mặt thế này, tắm ở ngoài như vậy không ổn đâu. Có gì mà không ổn chứ? Chương trình của chúng ta là sinh tồn nơi hoang dã, chẳng phải nhấn mạnh vào chữ hoang sao? Lâm Phong nghe vậy lộ ra nụ cười dâm đãng. Cũng đúng, vừa hay chơi đùa một chút. Dưới sự dẫn đầu của Lâm Phong, tất cả mọi người đều xuống nước. Ngay lúc này, trong lúc họ đang vui đùa dưới nước, tôi lấy đi tất cả quần áo của họ và ném xuống biển cùng với hành lý của họ. Sau đó tôi gọi điện cho Trịnh Phàm. Trịnh Phàm, bắt đầu. Được rồi, đại ca, tôi dẫn đội ngũ đến ngay đây. Rất nhanh Trịnh Phàm dẫn theo đoàn quay phim chạy tới. Những người bạn bệnh vác máy quay, vây kín đội tắm tiên ngoài trời, quay cận cảnh 360 độ không góc chớp. Trịnh Phàm đảm nhiệm vai trò chủ sĩ. Một ngày đẹp trời bắt đầu từ việc tắm rửa. Nguyên thủy nhân loại, cả nhà đồ dưỡng ở bể nước. Giữa nơi hoang vu hẻo lánh, có nam chủ nhân, nữ chủ nhân và lũ trà lím vô liêm sỉ. Còn có cả bố mẹ vợ nữa. Đúng là một bức tranh ấm áp. Lâm Phong và những người khác lập tức tức giận đến mức mặt xanh lè. Phong ca, cứu em sắp bị nhìn trần trụi rồi. Các người đang làm trò quái gì vậy? Không thấy chúng tôi đang tắm sao? Cút ra ngoài. Theo hợp đồng, từ khi các người bước chân lên hòn đảo này, quay phim đã chính thức bắt đầu rồi. Tắm rửa cũng là một phần của quay phim đấy. Nào tiếp tục quay. Được thôi, vậy tôi tiếp tục đọc. Nhưng điều họ không biết là, ở ngoài hoang dã dù là đang tắm, cũng phải luôn đề phòng, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện đủ loại nguy hiểm. Đúng lúc lời vừa dứt, những người bạn bệnh nấp trong bụi cây trực tiếp thả cả một túi rắn con xuống nước. Rắn con bò lên người. Cái gì thế này, lạnh quá, trơn quá. Tiểu Phương thò tay vào nước sờ một cái, trực tiếp túm lên một con rắn con, lập tức sợ hãi hét lên, rắn, có rắn, cứu mạng. Bên cạnh Liễu Như Yên cũng xuất hiện mấy con rắn con, dọa đến mức cô ấy ôm chặt cổ Lâm Phong, sức mạnh lớn đến mức xít xít chân Lâm Phong, thả lòng tay ra tôi chết mất. Xin lỗi Phong ca, em sợ quá, cút. Lâm Phong đẩy mạnh Liễu Như Yên ra, tay chân cùng bò lên bờ. Những người khác cũng phản ứng lại, lăn lộn bò ra khỏi bể bơi. Lên bờ bị gió lạnh thổi vào, ai nấy đều run cầm cập. Lúc này mới phát hiện mình không mặc quần áo. Nhìn quanh bốn phía, không tìm thấy quần áo. Quần áo của tôi đâu? Quần áo của tôi cũng mất rồi. Các người để ở đâu? Mau lấy cho tôi. Đùa gì thế này? Đây là sinh tồn nơi hoang dã, ai từng thấy người nguyên thủy mặc quần áo chứ? Nghe vậy mọi người đều ngớ người ra. Sao ngay cả quần áo cũng không cho mặc? Chẳng lẽ để chúng tôi cứ trần như vậy sao? Phong ca, em muốn mặc quần áo, không thì cả thế giới sẽ nhìn thấy chúng ta chạy trần truồng mất. Các người muốn chết phải không? Có Như Yên ở đây, là phụ nữ của thiếu gia, tất cả các người nhắm mắt lại cho tôi. Ai dám nhìn nữa tôi sẽ móc mắt hắn ra đấy. Chẳng qua chỉ là mấy đống thịt ngũ hoa thôi mà, tưởng người khác chưa thấy à? Mà phải làm ầm ĩ lên thế. Đừng nói nhiều nữa, mau đi lấy quần áo cho chúng tôi. Không thì tôi sẽ bảo con rể sa thải các người. Yên tâm đi, thân thể xấu xí thế này chúng tôi cũng không muốn nhìn. Nhức mắt, sao không mau lấy quần áo đến đây? Tôi trực tiếp cho người nhổ một nắm cỏ quái. Mang quần áo đến đây. Mọi người thấy vậy đều ngơ ngác. Chúng tôi muốn quần áo, anh đưa cỏ cho chúng tôi làm gì? Cái này mà các người cũng không biết. Sinh tồn nơi hoang dã, đâu có quần áo. Con người thường nguyên thủy đều dùng cỏ để đan quần áo mặc. Các người còn không mau đan đi. Lâm Phong lập tức nổi giận đùng đùng. Ông đây bao giờ chịu cái khổ này? Tôi không đan thì các người làm gì tôi được? Không sao, không muốn đan thì đừng đan. Cứ tiếp tục quay như vậy. Quay phim viên lập tức vác máy quay chạy tới. Quay cận cảnh, mọi người sợ hãi hét toáng lên. Đừng, tôi đan. Tôi đan, nhưng tôi không biết đan. Lúc này ống kính đã quay tới mặt Tiểu Phương.
Tiểu Phương sợ đến khóc luôn. Tôi biết, mau đưa cỏ cho tôi. Mày ra lệnh cho ai đấy? Bây giờ mày là người nguyên thủy, tự đi mà hái cỏ đi. Xung quanh nhiều thế kia. Các người thật quá đáng. Lâm Thiếu cứu mạng. Lâm Phong tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tôi không quay chương trình này nữa. Điều này anh không quyết được. Chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Một khi chương trình bắt đầu quay, không được phép dừng lại vì bất kỳ lý do gì. Nếu không phải bồi thường cho đối phương 3.000 tỷ tiền phạt vi phạm hợp đồng, anh không quay thì có tiền trả không? Lâm Phong lập tức hối hận đến mức quên cả trời đất. Vốn dĩ nghĩ rằng mình tự lên chương trình, có thể tìm cách gây rối vào lúc sắp quay xong. Em đạo diễn bỏ đi, tiện thể kiếm thêm một khoản tiền phạt. Không ngờ lại tự mình giơ đá đập chân mình. Thì đã sao, anh dám chống lại tập đoàn tài chính Lâm Thị. Tin hay không tôi sẽ phóng sát anh, tôi trực tiếp đá văng hắn đi. Đừng nói nhảm nữa mà quay đi. Nhìn bộ dạng gấu của anh kìa, lề mề vậy mà còn định phóng sát tôi. Anh ngay cả một chương trình tổng nghệ cũng quay không tốt, về sau chắc là ngay cả cửa nhà họ Lâm cũng chui không vào nổi. Còn ra vẻ ta đây. Lâm Phong đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, sai lầm một lần tức là cơ hội để vực dậy, giành lại nhà họ Lâm, đến lúc đó sẽ thu xếp đám su nịnh nọ. Nhìn cái gì mà nhìn, khóc cái quái gì, mau đàn đi, ông đây không muốn chạy trần trùng đâu. Tiểu Phương khóc sụt sùi tủi thân, vừa khóc vừa nhổ cỏ đàn áo cỏ, hai tay đều bị chảy sức hết, khó khăn là mới mặc được váy cỏ. Cả bọn đói đến mức bụng réo ung ngục. Đói quá, đến giờ ăn cơm chưa? Sao đạo diễn vẫn chưa mang cơm đến? Muốn ăn gì thì tự đi lấy. Cả hòn đảo này đều là kho lương thực của các người. Không cho quần áo mặc thì thôi, ngay cả cơm cũng không cho ăn sao? Đây là sinh tồn nơi hoang dã. Các người không biết chữ à? Không hiểu sinh tồn nơi hoang dã nghĩa là gì sao? Nhưng đó chẳng phải là hiệu ứng của chương trình sao? Sau lưng chắc sẽ cung cấp thức ăn chứ. Ai nói với cô thế? Chúng tôi quay phim hoàn toàn chân thực 100%. Đó thì tự đi kiếm nguyên liệu nấu ăn, đúng không Lâm Thiếu? Lâm Phong mặt đen xì quay người bỏ đi. Đừng nói nhảm với hắn nữa, đi săn đi. Đại ca để em dẫn người đi giúp họ. Nghe vậy tôi cười đầy hàm ý. Không cần đâu, bây giờ bọn động vật cũng đói rồi. Ai là con mồi thì chưa biết được đâu.